Ông chủ ơi, mang gạo tới nè. Ờ, làm ơn rồi, đi vào đóng bếp đi nha. Dạ. Ông chủ, làm ăn khá chứ? Ờ, tạm được thôi, tạm được thôi. Xin hỏi trong thành Nam Kinh, tiệm gạo nào nổi tiếng nhất hả? Ờ, ở trong vòng Nam Kinh phải không? Tiệm gạo Hưng Long là nổi tiếng nhất đó. Chúng tôi cũng thường mua gạo của họ. Kể cả phủ thượng thư cũng vậy nữa. Tiền đây. Ờ, cảm ơn, cảm ơn. Nay mang gạo tới đây vậy? Ờ, luôn tiện tới thâu tiền thôi. Ờ, sáng trước không phải tới thâu rồi sao? Ờ, dạo này trong tiệm cầm tiền xài, thâu thêm chút đỉnh để xài sở mà. Ờ, thì ra là vậy. Ờ, vậy không làm việc không nha? À, hôm khác gặp nha. À, được, được, được. À, mấy chú ở lại tay chút đi nha. Dạ. Ở đây ta vô trong bếp một lát nha. Dạ. Anh Tân Ký à? À, ông Hoàng kêu gì hả? Ê, để sao mà gạo để đây vậy? Khi vô trong đi. Ông chủ tôi cứ dặn tôi để đây đó mà. Ông chủ anh dặn để đây. Khi vô trong giùm tôi đi, đừng có cản đường. Nè nè, ông chủ tôi đang rồi đó kìa. À, chuyện gì ông tổng quản hả? À, chuyện gì? Ê, ông Hoàng là đúng rồi. Tại sao gạo để đây vậy? Phải khiêng vô trong bếp mới được chứ. À, Hoàng đại nhân có lệnh, gạo này phải khiêng vào phòng sắp. Ê, ông Hoàng à, mỗi lần ông đưa gạo tới đây, tôi đều biết điều lắm mà. Tại sao ông hại tôi như vậy? À, Hoàng đại nhân có lệnh, ông Hoàng cũng phải vô phòng sắp, đi đi. À. Lần này muốn sống khó lắm. Bẩm hoàng đại nhân, gạo đã mang tới. Khiên vô đi. Dạ. Nè, người dẫn ông này vào phòng kế toán, thưởng cho 100 lượng. Cảm ơn đại nhân thượng thí. Người nhớ được tiết lộ ra ngoài nha. Nếu không sẽ bị chết cả nhà người đó. Dạ, tiểu nhân biết. Tiểu nhân biết. Các người đều ra ngoài đi. Dạ, đại nhân. Hầu gia, xin mời ngài. Bái kiến hầu gia. À, không cần nhiều lễ. À, hầu gia tới đây không biết có gì dặn dò. Hoàng đại nhân, bây giờ Lăng Dương và Nam Cung Thế Gia âm mưu lập loạn, họ đang tìm cách đối phó, ông phải cẩn thận. Hầu gia, xin yên tâm đi, Hoàng Hoàng biết làm sao rồi. Không sai. Bây giờ nội ngoại phủ thượng thư đều đã phòng thủ nghiêm ngặt. Họ muốn vô đây hành thích tuyệt đối không dễ đâu. Huống chi trong lúc cần thiết, chúng tôi còn có thể điều động tinh binh. Hầu gia có thể yên tâm. Chuyện tuy là vậy,
Nhưng lần này những người họ phái tới không phải là loại tầm thường. Hơn nữa bây giờ họ đang còn ở ngoài canh chừng. Chuyện này chúng tôi đã biết rồi. Ở ngoài phủ có người theo dõi chúng tôi đã phát giác rồi. Nhưng mà nếu như kẻ địch không có động tĩnh, chúng tôi làm bộ coi như không có chuyện gì xảy ra. À nè, Hoàng gia, Hoàng gia đã tới đây rồi. Tạm thời ở lại nghỉ ngơi nha. Hoàng đại nhân không cần khách sáo, ta ở ngoài hành động thấy tiện hơn. Lần này ta nhất định phải điều tra cho được nơi cư ngụ của họ. Hầu gia, giờ có cần thêm người để cho hầu gia sai khiến không? Thôi khỏi, công tôn quân, ngươi lập tức triệu tập tinh binh bảo vệ phủ thượng thư cho nghiêm ngặt nha. Tuân lệnh.沉雪路不知崎岖，苍松松膝下衷心赞许。朝辞磨剑石不加顾虑，轻提我宝剑再跨千里驱，到处惶恐争探问，问我是谁？看我傲然摘云彩，更感畏惧。天边有星，伸手要采，哪怕极疲累。滚滚潮声轻皱我。